Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thiện lễ con xin chào toàn thể cô bác anh chị và quý vị Phật tử trên mọi miền đất nước. Thiện lễ hôm nay muốn lên chia sẻ với bà con cô bác về một chủ đề tiếp tục là nói về thầy Huệ Thuận. Và nhân cái video này con cũng xin gửi lời đến cái thầy Huệ Thuận á. Thầy khỏi hăm he tôi cái vấn đề gì hết ha. Thầy hăm he tôi là thầy thất vọng rồi. Tôi nói cho thầy biết, tôi không có ở chùa chiền nữa mà tôi cũng không dính líu tới hội Phật giáo. Nói cho thầy biết, tôi tự tu hành cất ca am cất cốc chứ tôi không có ở chùa nữa. Làm thầy thất vọng rồi chứ thầy hăm he gì mà thầy nói là để thầy vô thầy nói là để cho hội Phật giáo là xử tôi đồ này nọ. Tôi thách thầy đó, đây là tôi nói thẳng, tôi thách thầy đó. Còn thầy nói tôi á là dùng cái bảo vệ một cái người vô minh, một cái người ác độc, người tàn ác. Thầy Thích Tâm Phúc đây, thầy mở cái video nào mà thầy nói tôi là mà nói về sư thầy Thích Tâm Phúc mà bảo vệ dùng cái gì mà nói đâu. Thầy mở cái video lên cho tôi coi, thầy là cái người tu mà thầy ăn nói mà vu khống người ta, mà thầy nói cái chuyện gì thầy cũng nói hết. Thầy nói cái chuyện gì chuyện không, nói có chuyện có, nói không mà thầy còn nói. Còn xin lỗi thầy, tôi lên trên YouTube này, tôi làm YouTube tôi tuyệt đối không có gì đồng tiền, xin lỗi thầy. Tại vì tôi thấy những cái bất công bất cập đó đó là của anh em cha mẹ, cái người thân của tôi, mà chính bản thân tôi cũng vậy đó. Hàng tháng đi chùa chiền gặp cái loại người giống như thầy như vậy nè. Hôm nay tôi phải dùng những cái danh từ đó để nói chuyện với thầy ha, chứ đúng ra thầy vô minh rồi. Tôi mà tôi nói với thầy như vậy, tôi cũng là con người vô minh giống như thầy, nhưng mà nó quá bức xúc. Tôi thay là cái tiếng nói của người Phật tử để tôi nói chuyện với thầy. Thầy nếu mà thầy làm mà cuối con người mà từ bi, thầy mặc cái áo vàng, đầu thầy đầu đầu tròn áo vuông, mà một 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 cái nhân cách của một cái loài người mà thầy không có. Thầy thấy tôi đăng cái video ngắn đó, tôi nói nhìn thấy sư thầy Thích Tâm Phúc nha, ra tòa thấy thầy ra tòa mà thấy thầy Thích Tâm Phúc á, mẹ già của thầy Thích Tâm Phúc khóc á, mình thấy mình tội nghiệp. Cái người mà mẹ già mà lớn tuổi như vậy đó mà bây giờ phải sống một mình mà khổ sở không ai lo. Thầy cái lòng từ bi thầy không có nữa, một cái chuyện đơn giản vậy thôi là thầy không có rồi ha. Còn thầy con người thầy cháu chở ăn nói ngược xuôi đó, nói tới nói lui cũng thầy ha. Đầu tiên nè, tôi xin nói thẳng nè, ai tán thán thầy Thích Minh Tuệ, ai cho là thầy Thích Minh Tuệ tu pháp môn đó là đúng, tu cái pháp môn đó là rất là khổ hạnh, là nên tán thán. Thầy nghe lại cái thằng thầy nào mà tán thán thầy Thích Minh Tuệ đây nghe, cái thằng nào có giống thầy không? A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật. Con cũng là Phật tử đến từ thành phố Phan Thiết, thì nay cũng vô làm công quả ở chùa đó thầy ạ. Thì cũng nay sẵn tiện gặp thầy, xin hỏi thầy là hôm trước con có thấy cái sư mà sư Thích Minh Tuệ, là sư đó là dùng mấy cái giải dụng gì đó là trên cộng đồng mạng á, thì để may thành một cái y để đi kinh hành. Vậy là theo sự tu hành của sư phụ thì xin sư phụ nhận xét cái đó là có đúng chánh pháp của người tu hành hay không sư phụ. Sư phụ cho con biết nha. A Di Đà Phật. Kính thưa kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì qua cái câu hỏi của chú Phật tử đến từ thành phố Phan Thiết, thầy xin chia sẻ cái hiểu biết của thầy, cái học thức của thầy đối với cái vị mà gọi là Lạc sư Thích Minh Tuệ hiện đang tu theo cái 13 hạnh đầu đà. Thì kính thưa quý vị, thì nếu mà nói đúng hay là sai ở cái điểm này á, thì thầy sẽ phân tích rõ cho quý vị hiểu rõ một cách nó đầy đủ về cái vị mà được gọi là
Sư Thích Minh Tuệ, thì trong cuộc đời Đức Thế Tôn á, có một vị mà Đức Thế Tôn luôn ấy khen ngợi và chỉ nói với các hàng tỳ kheo, có cái vị đây, cái người đây thăng chưa xuất gia, nhưng mà tâm đã xuất gia rồi, thay Đức Thế Tôn mà để lo biết bao nhiêu việc, để cho Thái tử Tề Đạt Đa, cho chính ta an tâm mà để tu hành để đạt được chánh đẳng chánh giác. Thì cái vị đó, đó là cái vị biết là ai không? Đó là Sa Nặc. Thì trong một lần á, mà Sa Nặc đi lên báo tin cho Đức Phật á, rồi Đức Vua Tịnh Phạn chuẩn bị qua đời, thì sau khi mà Sa Nặc quay lại, thì Đức Thế Tôn chỉ với lại các hàng tỳ kheo của mình, là này các đệ tử, thì đây chính là cái vị mà thăng chư xuất gia, mà đã hành Bồ Tát Đạo và đã tâm đã xuất gia. Thì quay lại cái sư Minh Tuệ á, thì sư Minh Tuệ thì theo thầy được biết á, thì cái vị mà được gọi là sư Minh Tuệ này là xuất gia và tu tập năm 2018, thì đến năm 2024 á, thì vừa được tròn 6 năm, thì cái vị này vẫn chưa mới thọ giới sa di, nhưng mà đặc biệt là cái vị này giữ đúng 13 cái hạnh đầu đà của Đức Phật. Đức Phật luôn khen ngợi ngài Ma Ca Diếp rất là nhiều lần, và tăng đoàn của Đức Thế Tôn á, trong cái đó rất là nhiều vị nổi bật như ngài Xá Lợi Phất nè, trí tuệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, ngài A Na Luật Thiên Nhãn đệ nhất, A Nan Đa Văn đệ nhất, rất là nhiều vị biểu tượng cho một cái giỏi nhất trong đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn giao cái tăng đoàn này cho ngài Ma Ca Diếp, đó là hạnh đầu đà đệ nhất. Ngồi Ngã Ma Diếp rất là nhiều vị thời bây giờ Phật tu theo hạnh đầu đà, nhưng chỉ có ngài Ma Ca Diếp á là ngài tu nhiều hơn tất cả các vị khác, tất cả các hàng đệ tử không ai tu bằng ngài. Nên Đức Thế Tôn mới phó mặt và giao cái tăng đoàn sau Đức Thế Tôn giao cho ngài Ma Ca Diếp. Thì lúc ban đầu Đức Phật thành đạo đó, sơ cơ đó, thì sau khi mà Thái tử Tế Đạt Đa thành đạo á, thì những năm đầu thì có nhiều thuyết, thì 12 năm có nhiều thuyết, thì vài năm thì mình cứ hiểu rằng vài năm đầu á, thì tất cả tăng đoàn chưa có một cái chùa, chưa có một cái tu viện hoặc tịnh xá nào ở người, chỉ y vào y như là 13 hạnh đầu đà, chỉ ngủ ở nghĩa trang nè, ở rừng nè, rộng ven đường nè, hoặc là ở khu đồng trống, hoặc là gốc cây to mà ngồi thiền và tĩnh tọa. Thì sau này thì bắt đầu Đức Phật mới đi gặp. Thầy nghe không? Cũng thầy nghe. Đầu tiên á, thầy nói á, sư thầy Thích Minh Tuệ á, là tu hành chánh pháp, tu hành vậy đúng, tu hành vậy là đáng được tán thán, tu đúng theo lời Đức Phật. Thầy nói, thầy kể cái Đức Phật, cái đời Đức Phật đó, cái, như vậy là đúng đó. Đó, con không phản, tôi không phản biện cái vấn đề mà thầy vừa nói xong. Tại vì hồi trước là tu hành ở nghĩa trang, ở nghĩa địa, là ở gốc cây, ở ngoài đường, ngoài xá, ngoài rừng, ngoài rú, là cái đó đúng rồi đó. Đó, thầy, chính thầy cũng công nhận thầy Thích Minh Tuệ là tu đúng cái giới hạnh của cái hạnh đầu đà nghe. Đó, thầy công nhận là cái người tu hành kham khổ như vậy là đáng được tán thán, tại sao chúng ta không ủng hộ cũng thầy nghe. Rồi bây giờ thầy nói ngược lại á, là thầy Thích Minh Tuệ á, nó là sao, là tu hành không đúng đạo pháp, tu hành theo cái đạo đầu đà. Coi con người tu hành như thầy mà ăn nói cháo chở, tôi không biết cái giáo hội nào mà bầu thầy lên để làm một cái ông thầy để mà nói chuyện mà cháo chở như vậy đó. Còn thầy nói á, cũng thầy nói là cái người Phật tử á mà đi vô cái chùa của thầy mà ăn mặc đồ của ông Thích Minh Tuệ á, thì thầy đuổi ra ngoài. Thầy nói trên cái video thầy đang phát trực tiếp đó, đang phát trực tiếp nè đó, đuổi ra ngoài. Rồi xong một cái có thầy đọc một cái comment của một chú, một bác, một anh nào đó nói với thầy là tại sao thầy tu hành mà thầy còn lên đi mà thầy xăm soi thầy Thích Minh Tuệ,
rồi thầy nói thầy Thích Minh Đạo, rồi thầy nói các vị thầy khác là lũ không có não, không có óc này nọ, thì tu hành như vậy tại sao mà thầy không dừng lại? Thì thầy trả lời với ông, các ông đó đó, sống ở đời á, không phải, không nên bắt người ta làm theo cái ý mình đó. Cũng thầy không, mà một cái vị thầy mà ăn nói chất quất, không có một chút đạo đức, không có một chút gì hết, mà thầy lên thầy nói người ta, và thầy hăm he tôi, thầy hăm he sao để tôi mở, để thưa cô bác anh chị, để con mở một khúc video mà các ông thầy này ông hăm con là nha, ông hăm con để ông nói là để ông về Việt Nam là ông sẽ tìm con tôi, nếu thí dụ mà thầy đó về, chừng nào mà thầy về Việt Nam đó, tôi cho thầy số điện thoại, thầy cứ gắn cái số điện thoại này lên trên màn hình đi. Tại tôi nói thật với thầy á, tôi không ở chùa nữa, tôi về tự lập am cốc, tôi tự tu tập, cho nên tôi không có muốn liên hệ với tất cả các cô bác anh chị em Phật tử, tôi không muốn nhận cái đồng tiền cúng dường để làm gì. Tôi thấy tất cả bà con cô bác ở ngoài xã hội này còn nhiều người còn nghèo lắm, mình còn bàn tay. Thầy có từng thấy những cái video mà trên mạng, trên clip mà có những vị thầy mà cũng ở trong chùa chiền mà người ta tự nấu bánh á, để ta đem đi người ta bán cho bà con, bán không bán cần, bán mắc, mà người ta gieo cái tình thương đó cho cái người Phật tử, rồi tự cái người Phật tử đó họ trả tiền đó ít nhiều gì á, người ta cũng không cần thiết ha. Còn nhiều vị thầy người ta lên người ta làm cái đồ chay, người ta vẫn bán, vẫn sinh sống được bình thường. Nè, tôi nói cho thầy biết, tôi vẫn còn cái bàn tay đó, mình tu hành nhưng mình vẫn làm được cái việc gì có ích lợi cho cô bác, chứ không phải ngồi một chỗ như thầy mà để mà tính toán để làm sao mọi cách như thế nào để cho cái người Phật tử mà đem tiền vô cúng để cho mình nằm đó mình thụ hưởng để mua xe lần 2-3 tỷ ha. Tôi không có cần thiết thầy, bởi cho nên cái chỗ tôi ở rất là đơn giản, tôi không cần thiết đó. Tại vì tôi thấy ở ngoài kia còn nhiều cái người mà người ta cô bác mà còn nghèo khổ, vất vơ vất vưởng, không nơi nương tựa, không có chốn nương thân đó. Nhiều trẻ em vùng cao áo không đủ mặc, cơm không không đủ ăn, mặc rách rưới lang thang, nhiều cái bệnh viện cần những sự trợ giúp của cái đồng tiền, của những mạnh thường quân, những quỹ tấm lòng vàng của tất cả bà con cô bác Phật tử trên mọi miền đất nước đó. Cho nên tôi, cái tâm tánh tôi không có giống như thầy ha, thầy thông cảm. Tôi thì tôi có bản tánh tôi thích nói thật, cho nên tôi biết cái chuyện gì nó như thế nào. Cho nên thầy yên tâm, nói với thầy là thầy thất vọng rồi. Tại vì tôi biết trước nó như thế nào, cái chuyện nó như thế nào, cho nên tôi rời khỏi cái chỗ mà giống như có cái chỗ mà thầy đang dự định đi tìm tôi đó, vô chùa chiền đó, kêu hội giáo, hội Phật giáo để sao làm việc tôi gì đó, thì thầy sai lầm rồi đó. Đây tôi mở lên cho bà con cô bác nghe cái ông thầy này, không ông Huệ Thịnh. Thì không có phản biện lại một video nào đối với ông này.
Cô bác anh chị nghe không? Con lên con phản biện tất cả những việc làm mà xấu xa của ông thầy này mà nói sân si với tất cả mọi người thì hâm he con ha. À. Còn thầy á, tu hành mà một cái lòng nhân đạo nhỏ, cái lời Đức Phật nói làm sao? Dạy sao hồi nãy cái thuyết pháp đầu tiên mà cái vô đầu là thầy nói đó. Dù sao? Dù cái người tu của chúng, cái người tu hành chân chính đó, dù cái người đó có ác cảm với thầy như thế nào đó nha, mà khi họ lâm nạn, thầy là cái người tu, thầy cũng không có bỏ họ. Gặp họ tai nạn dọc đường thì họ, thầy cũng không bỏ. Thầy phải tìm cách họ, thầy cứu vớt cái người đó để tai qua nạn khỏi. Còn cái chuyện mà tôi thấy cái mẹ của thầy Tâm Phúc đó, mà thầy Tâm Phúc ở tù đó, là thầy Tâm Phúc sai, có pháp lực, có xã hội, có pháp lực người ta trừng trị thầy đó. Cái chuyện, cái việc làm của thầy, thầy sai thì phải chịu. Nhưng mà tôi nói, tôi thấy thầy Tâm Phúc như vậy, tôi nói là thấy mẹ của thầy Tâm Phúc, khi thầy Tâm Phúc ra tòa mà thấy mẹ của thầy Tâm Phúc bây giờ là sống một mình như vậy, mình thấy đáng thương quá. Tôi nói vậy, tôi nói sai sao? Thầy cũng nói là tôi là cái gì? Cái người vô minh. Vô minh mà đi bảo vệ với một người mà bị pháp lực trừng trị như vậy. Thầy ơi, cái lòng của thầy, lòng tôi không biết thầy, trong cái tâm thầy là mang cái gì ở trong đó tôi không hiểu nha. Chứ một con người đối với một cái con người thôi, dù cho cái người đó họ làm cái gì tôi bức xúc, cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi gặp thấy họ làm bị nạn dọc đường đó, là tôi sẵn sàng tôi quay lại tôi cứu giúp họ, người đó liền. Dù tôi không cần biết người đó trước kia làm gì đối với tôi, mà thầy cái lòng từ bi thầy không có. Rồi thầy xăm soi, thầy moi móc. Thầy hôm qua thì thầy lên đăng lên, chắc buổi tối thầy lên clip trực tiếp, thầy kêu giáo hội Phật giáo phải đuổi thầy Minh Đạo ra khỏi chùa. Bị gì bây giờ thầy thấy cái chùa của thầy Minh Đạo là Phật tử người ta đi vô quá trời nhiều rồi. Người ta cúng dường cho thầy Minh Đạo, là thầy kêu giáo hội Phật giáo phải lột áo thầy Minh Đạo, đuổi thầy Minh Đạo ra khỏi chùa để giao cái tu viện Minh Đạo đó cho một vị khác. Thì giao cho thầy hay gì? Hay là giao cho ai? Giao cho thầy hay giao cho ai? Mà cái tu viện Minh Đạo là đất đó là của ông Minh Đạo. Ha. Xây dựng lên cái tu viện Minh Đạo là ông Minh Đạo. Tôi nói bây giờ, tôi nói chính bản thân tôi nói cho thầy nghe nha. Dù tôi có sống trong cái cuộc sống giàu sang, nghe, hay là hoặc nghèo khổ đi chăng, mà cái tài sản đó thì tự tay tôi, cái của ông bà tôi để lại, để làm nên cái chỗ để tôi tu tập đó. Ông cố nội có cái người nào đi lại đây đuổi tôi đâu, là thầy chỉ cho tôi coi. Tôi không dính líu tới giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp luật Việt Nam có hiến chương rõ ràng là cho tự do tín ngưỡng đó, cho con người tự do tu tập. Thầy chỉ cái nào đâu mà tu phải đi vô trong giáo hội để quỳ lệ lị trong đó đâu, thầy nói tôi nghe coi. Tôi nói cho thầy biết rõ ràng, lời Đức Phật cũng nói bất kỳ ai cũng có quyền tu tập. Mà cái giáo, cái đất nước Việt Nam này có hiến chương, pháp luật Việt Nam cũng có đó. Là cái người đó được tự do tín ngưỡng, tự do tu tập, từ Phật tử tới các vị tu hành. Còn cái giáo hội thành lập lên để quản lý những người giống như thầy như vậy, thầy biết không? Để làm bậy làm bạ tùm lum, bây giờ ảnh hưởng tới bao nhiêu cái vị thầy khác đang tu chân chính. Còn mấy à, còn như cái người như thầy như vậy đó, thấy như vậy cái bây giờ thầy biết rồi, hết đường rồi, bắt đầu thầy quay lại thầy thóa mạ bất kỳ bao nhiêu người khác. Rồi tôi nói cho thầy nghe luôn thêm một cái vấn đề hồi nãy mà thầy nói, cái kinh của anh Tâm, chú Tâm Chánh Pháp đó. À, tôi hy vọng qua cái video tôi, chú Tâm Chánh Pháp phải nên mở vô tất cả những cái vlog Huệ Thuận này để chú Tâm nghe. Hồi nãy ổng cũng nói chú Tâm là cái người sao đó, là cái người vô minh, đầu óc hiển thị gì đó, là không hiểu rõ được cái vấn đề gì hết, mà cứ vô minh, cứ làm xàm làm láp gì đó. Thì tôi hy vọng chú Tâm xem được mở tất cả những cái video của ổng, để rồi chú Tâm xem, chú Tâm thấy nha. A Di Đà Phật.
Còn thầy lên đây thầy nói là thầy minh đạo, thầy minh tuệ, thầy nói bà con cô bác cộng đồng Phật tử, thầy nói luôn cả những vị trụ trì chức sắc kia là cái người không có não, là cái loại vô minh, và những người Phật tử là sống trong u mê. Tôi nói cho thầy biết là cái dòng họ tôi, cái thân tộc của tôi á, là tháng nào cũng đi chùa. Mà thầy nói cái lũ ngu si, thầy nói giảng pháp giảng dạy mà thầy nói không đúng, thầy xúc phạm con người ta. Cha mẹ ông bà tôi á, thầy kêu bằng bà cố bà nội, còn tôi thấy còn chưa xứng đáng nữa đó. Chứ thầy phát lên cái áo đó nè, tôi cũng giống như thầy nè. Nhưng mà tôi không bao giờ mà tôi bước ra đời á, dù một em bé bây giờ tôi cũng vẫn kính trọng. Còn thầy á, ai thầy muốn đạp đổ với bàn chân của thầy á, để thầy dậm lên đó thầy đi, mà thầy nói chuyện ra ai thì thầy cũng hâm he đó. Thầy ai mà thầy tự cái phó chủ trì của chùa Hoằng Pháp mà thầy còn nói phải im miệng những ông là không có não, thầy Huệ Thiền, rồi cái ông Minh Tánh thì thầy nói là một cái ông tăng sàm, ông tăng khùng, rồi những vị vẫn những vị ni mà tu tập ở Việt Nam này cũng vậy, mà thầy thấy lễ lại thầy Minh Tệ thì thầy nói là những vị đi đó sao làm không à, không đúng, đầu óc thiển cận, nên mở về mở não ra. Thầy tôi chưa ai, tôi không biết là cái trong cái đường dây nào để giật dây thầy, hay là hoặc thầy làm thuê cho cái đường dây nào để lên phỉ báng cái hội Phật giáo, và thầy xúi dục bên này bên kia, thầy nói hết tất cả tăng đoàn làm cho cái người Phật tử ta quay lưng với cái đạo Phật này. Mà thầy trả lời thầy nói ai, thầy tốt ở chỗ nào? Thầy hâm tôi, thầy nói thầy đi kiếm tôi, thầy khỏi kiếm. Nếu như thí dụ mà thầy con người thầy như vậy đó, thầy nói mà chúng sanh mà u mê cái đám mà ngu muội đó thì về chứ tự động dòng họ tôi tự kiếm thầy à. Tôi nói cho thầy biết. Còn xin lỗi nói cho thầy nghe cái cho thầy mừng là tại tôi không dính líu tới hội Phật giáo nữa. Tôi không ở trong chùa chiền nữa, tự lập am cốc, tôi đã biết trước là trước khi mà thầy Minh Tuệ nó xuất hiện là tôi đã về rồi. Nói cho thầy mừng ha. Thầy đâu có quyền. Còn cái người như thầy ba hồi lúc đầu tiên thì khen thầy Minh Tuệ là cái người tu đúng chánh pháp. Cái người tu hành khổ hạnh như vậy, y như vậy là đúng. À, rồi còn nói giảng giải tới cái đời Đức Phật là hồi xưa là như vậy, là Đức Phật hồi xưa cũng tu, cũng ở nghĩa trang, nghĩa địa, ở nhà quan. Còn bây giờ, cái video ngày hôm qua hôm kia thầy nói là sư Minh Tệ làm không đúng vô nghĩa trang, nghĩa địa, ở rừng, ở rú, là không có cái đạo nào tu cái gì. Rồi đem thầy Minh Tệ qua gia nhập cái đạo lõ thể. Rồi bây giờ nói yêu cầu giáo hội Phật giáo phải đuổi thầy Minh Đạo ra khỏi chùa, ra tu viện, khỏi tu viện Minh Đạo, lột áo y để cho Thích Minh Đạo đi theo cái thần tượng của mình là tu hạnh đầu đường. Có con người có thầy ăn nói bẩn thỉu dơ giấy mà thầy nói ai mà thầy nói tôi làm YouTube này để vì tiền. Xin lỗi thầy, tôi đâu có đói khổ nha, tôi đâu có cần cái đồng tiền đó thầy. Nhưng mà tôi phải lên đây tôi nói, tại vì cũng những loại người như thầy mà tôi ngày hôm nay tôi mới đi ra khỏi chùa, tôi mới về, tôi tự lập am lập cốc, tôi tu tập. Cũng có cái loại người giống như thầy như vậy nè, không phân biệt thị phi, đã sai lầm ngày này qua ngày kia mà còn lên đây, lên mạng đây còn vạch tên từ người, nói chuyện thì vu khống, không có một cái vấn đề gì mà đúng hết, thực tế hết. Thầy mặc cái áo đó thầy muốn nói sao thầy nói hả? Cô bác Phật tử ta sáng suốt thông minh, bây giờ thầy đâu có thể, đâu có cửa, nhưng mà hồi xưa mà thầy muốn nói sao thầy nói thầy. Người ta đã phát hiện thầy hết rồi. Cho nên cái việc tốt nhất á, nếu thầy thật sự á, tôi đây là tôi lên đây tôi chỉ khuyên thầy chứ tôi không như thầy. Đó. Tôi khuyên thầy á, là cái người tu hành thì thôi, như tất cả những cái việc mà việc trước tiên là việc của xã hội, thì thầy tốt nhất thầy đừng có xen vô. Mình là người tu hành. Còn việc thứ hai á, cái chuyện về không đừng có nói có, chuyện có thầy đừng có nói không. Thầy phỉ báng người ta, thầy đặt chuyện đủ thứ hết, thầy xúi dục hết người này, xúi dục người kia. Lên kinh thì thầy nói Lê Thị Miễn, Tân Bốc Lê Thị Miễn, 100 triệu dân này nói tên Lê Thị Miễn là ai đồng tình không? Có nên thầy đồng tình à?
Sơn Sài Gòn ai đồng tình với Sơn Sài Gòn không? Có nên thầy đồng tình nè. Đó. Rồi thầy nói, thầy nghe, bây giờ hết tất cả bà con tôi nói thật với thầy luôn á. Người ta cũng trông mong người ta gặp thầy lắm. Thầy, chứ thầy hâm tôi cái gì? Tôi cũng trông gặp thầy một ngày nào đó để thầy về Việt Nam để tôi gặp thầy. Có thầy, thầy là ai? Thầy là cái gì? A Di Đà Phật. Con bức xúc ông thầy này quá, cho nên con nói chuyện hơi lớn tiếng. Con mong cô bác, anh chị khi nghe thì nên hoan hỷ cho con. Tại vì ông thầy này không còn đường nào để nói hết. Ông đặt chuyện cũng ổng, nói tới nói lui cũng ổng. Cho nên con không có thể nào mà dùng những cái lời mà nói chuyện với ổng giống như một cái người khác được. Qua cái video này con mong cô bác anh chị và bà con trên mọi miền đất nước, và mong anh Tâm Chánh Pháp á, hãy vô vlog của Huệ Thuận á, anh Tâm nghe là ổng nói anh là cái loại người u mê ngu muội gì đó ha. Qua video này con cũng mong cô bác anh chị thương con thì chia sẻ video rộng rãi ra để cho tất cả bà con ta hiểu được cái ông Huệ Thuận này là ai. Ổng là ai mà ổng một tay che trời cái gì mà hết người này ổng hâm, ổng kêu giáo hội, ổng ra lệnh cho giáo hội Phật giáo muốn đuổi người này, muốn đuổi người kia. Cô bác nghe rõ ràng thực tế rồi đó. Đó. Ai mà làm sái ổng, ổng là chủ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam này hay gì, hay là cái Phật giáo là cái của ổng. Cái Phật giáo là cái của ổng mà ai muốn làm, bây giờ ai muốn tu hành gì là phải lợi xin phép ổng hay sao? Hay là làm Phật lòng ổng mà không nói theo ổng á, là cái người đó là ổng cho rằng là ngu muội ngu si đó. Cho nên qua cái video này cô bác hãy chia sẻ mạnh lên giùm con để cho tất cả mọi người đều biết ông Huệ Thuận này là tâm tánh ổng là như vậy đó. A Di Đà Phật. Thì cuối cùng, cuối kết thúc video thì con cũng xin chúc bà con cô bác, toàn thể cô bác luôn vững niềm tin với Phật giáo Việt Nam của chúng ta, và ủng hộ chánh pháp, ủng hộ những vị thầy mà tu hành đúng chánh đạo, để đạo Phật chúng ta còn mãi mãi và không có suy tàn. Con xin gửi lời chúc đến toàn thể các quý thầy quý cô tăng ni Phật tử trên mọi miền đất nước có một ngày mới vạn sự an lành, thân tâm thường an lạc, và bà con cô bác thì gia đình hạnh phúc ấm êm, vạn sự bình an, vạn điều như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.